Tính đến 23 giờ ngày 22 tháng 3, Việt Nam có thêm 19 ca mắc COVID-19 trong vòng một ngày được ghi nhận, nhiều nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, số ca nghi nhiễm cũng tăng kỷ lục lên 645 ca. Chiều 22 tháng 3, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 4 trường hợp mới dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước từ 94 lên 98. Cả 4 bệnh nhân đều có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 2 giáo viên người Anh từng đi quán bar với phi công Vietnam Airlines là bệnh nhân số 91. Sau đó không lâu, ca nhiễm thứ 99 tiếp tục được công bố, đó là một nam bệnh nhân 29 tuổi, địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh và vừa trở về từ Pháp. Đến 20 giờ cùng ngày, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngay sau khi thông báo có 7 ca mắc COVID-19, lúc 21 giờ 45 phút, Bộ Y tế tiếp tục công bố có thêm 7 ca nữa vừa phát hiện nhiễm bệnh. Như vậy, chỉ trong một ngày, 19 ca nhiễm mới đã được công bố, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam lên con số 113. Trong 113 ca nhiễm, thì Việt Nam đã điều trị thành công 17 ca. Một số ca đang có tiến triển tốt, được dự đoán đủ điều kiện xuất viện trong thời gian tới. Hiện tại trên toàn quốc, ghi nhận tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 7.947. Còn số trường hợp nghi nhiễm vẫn đang được theo dõi cách ly là 645. Trong đó, số mới trong ngày là 586, số cũ đang theo dõi là 59. Các trường hợp này đều đang chờ kết luận sau khi mẫu bệnh phẩm được gửi đi xét nghiệm. Đáng chú ý, cơ quan y tế công khai cho biết hiện số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe lên đến 52.790 người. Trong số này có 1.376 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện, 21.119 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở khác và có 30.295 trường hợp được yêu cầu cách ly tại nhà. Tổng số mẫu xét nghiệm đã cộng dồn 17.148. Tính đến tối ngày 22 tháng 3, Hà Nội đang là địa phương có số người nhiễm bệnh cao nhất với 36 người. Thành phố Hồ Chí Minh có 24 ca dương tính, Bình Thuận ghi nhận 9 trường hợp. Đặc biệt, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến hôm nay đã ghi nhận nhiều tỉnh có bệnh nhân COVID-19. Việt Nam bắt đầu các biện pháp quyết liệt để phòng chống COVID-19 trong nhiều ngày gần đây. 2 tuần sắp đến được xem là thời gian thử thách của chúng ta trước đại dịch. Nhiều lãnh đạo kêu gọi người dân hạn chế ra đường ít nhất là đến hết tháng 3 năm 2020. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng truyền tay thông điệp của các bác sĩ. Chúng tôi làm việc vì bạn, bạn ở nhà vì chúng tôi. Lúc này, điều cần nhất chính là sự chung tay đồng lòng của toàn dân trong cuộc chiến chống lại COVID-19.